Xin chào các bạn, đây là Phương xin giới thiệu phương pháp lắp cảm biến số lốp và cùng ngoài HQE thương hiệu Kinh Nhao Tu được sản xuất bởi hãng Covid tại Hồng Kông. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách lắp khi chúng ta bỏ hộp ra. Ở đây chúng ta có 4 cả pin dự phòng lấy kèm, tôi hợp dùng hơn 1 năm hoặc 2 năm hết pin, nhưng mà chúng ta cũng hay bộ thay pin theo hướng dẫn và miếng dán chống trượt. Tới cả cái số lốp này thì chúng ta có 4 con cảm biến áp số lốp bên ngoài. Đi theo 4 con này là chúng ta sẽ có ốc dùng để khóa van chống trộm. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn lắp đặt cho các bạn. Chúng ta sẽ lắp ở bánh trước, bên tay trái trước. Thì các bạn lưu ý là khi lắp để chống trộm thì chúng ta sẽ phải dùng ốc này để xoáy lại. Chúng ta dùng ốc để xoáy. Bánh trước ở bên tay trái là LF. Chúng ta xoáy lại. Khi xoáy cái màn hình hiển thị luôn giá trị áp suất lốp là 2,1 cân. Sau đấy chúng ta dùng ốc, dùng cái thiết bị cà lê này để chúng ta xoáy ốc ngược ra để bám vào con cảm biến này. Như vậy chúng ta sẽ chống trộn, không thể nào xoáy được ra. Muốn xoáy ra chúng ta lại phải dùng cái thiết bị này để chúng ta xoáy con ốc này vào, sau đấy chúng ta mới xoáy cảm biến ra. Đấy là dùng chống trộn. Tiếp theo là bánh sau bên tay trái. Bánh sau bên tay trái chúng ta có ký hiệu là LR. LR. Khi mà màn hình nhận luôn giá trị 2,3 cân, chúng ta bắt đầu lại xoáy ốc này ra. Xoáy ốc này ra để bám vào cảm biến này chống trộm. Tiếp theo là bánh trước bên tay phải. Bánh trước bên tay phải. Tương tự chúng ta cũng sẽ dùng ốc để chúng ta chống trộn. Bánh trước bên tay phải chúng ta ký hiệu là FR. Sau khi xoáy là chúng ta dùng ốc để siết. Tiếp theo là bánh sau bên tay phải. Gần đây chẳng. Đúng. Bên sau bên phải. Ví dụ là R. R. Khi xoáy vào thì ngay lập tức màn hình nhận cảm biến là 2,3 cân. Chúng ta sẽ xoáy chống trộm. Đấy, như vậy là toàn bộ là thao tác lắp đặt bộ cảm biến áp suất lốp đã kết thúc. Bây giờ chúng ta có thể quan sát trên màn hình. Đấy, màn hình rất sáng. Các bạn có thể quan sát là hai bánh trước là 2,1, 2,1, hai bánh sau là 2,3 cân. Nhiệt độ là 34 và 33 độ C, đơn vị là 3. Bộ cảm biến áp suất này có thể chúng ta cài đặt được giá trị là cảnh báo sốt lốp từ 1,8 đến 3,0. Nếu vượt quá 1,8, nhỏ hơn 1,8 hoặc lớn hơn 3,0 thì ngay lập tức sẽ có cảnh báo bằng tiếng kêu. Xin cảm ơn.